Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ cùng với các bạn mình nhớ là có thêm một cái ví dụ về in tam giác in tam giác với ký tự sao nữa. Nha. Thì chúng ta sẽ in tam giác là cái hình kim tự tháp đấy. Nha. Cho nên mình sẽ comment lại. Đấy, hôm trước chúng ta đã thực hành là in tam giác vuông ngược với các ký tự sao rồi. Các bạn nhớ ôn lại nhé. Chúng ta có lưu ý là sử dụng nó sẽ in ngược lại. Thêm một điều kiện là sử dụng bằng lập kho thứ nhất đấy. À, đây. Hôm nay là mình sẽ cùng với sẽ giới thiệu với các bạn là in tam giác hình kim tự tháp nhé. Hình kim. Đấy, mình sẽ nâng dần cái logic và các cái logic dần thì chúng ta cũng là quen. Thì để in ra tam giác hình kim tự tháp ấy, ta cần sử dụng ba vòng lập for. Vòng lập thứ nhất ấy là sẽ lập qua các vòng trong tam giác. Vòng for thứ hai sẽ in khoảng trắng và vòng for cuối cùng ấy dùng để in ra ký tự sao thôi. Đấy, vòng for cuối cùng là chúng ta sẽ vẽ hình. Đấy, cần lưu ý như thế thôi. Đấy, các bạn thử dựa trên cái gợi ý của mình ấy, các bạn tự lên dàn ý rồi tự làm rồi xem sao, rồi chúng ta so sánh. Mình để ra một khoảng thời gian rồi các bạn hoặc là các bạn bấm dừng lại nhé, rồi sau đó mình sẽ lên dàn ý. Trên các bạn có trùng không thì chúng ta sẽ bắt đầu làm cùng nhé. Ok, như thường lệ thì chúng ta sẽ không bắt tay vào code luôn mà chúng ta sẽ ghi ra các ý vào dàn ý trước rồi mình bắt đầu code nhé. Thứ nhất là lấy số dòng từ bàn phím. Thứ hai là sử dụng vòng lập for nhất để lập qua các dòng. Tiếp theo là sử dụng vòng lập for thứ hai để in ra khoảng trắng. Đấy, khoảng trắng mà mình giữa kim tự tháp với nhau đây này, kim tự tháp nó sẽ là có cái hình như thế này. Kiểu như thế. Được, và hình dung kiểu đấy, nhìn khác in còn trắng đấy, mình ví dụ cái hình nhỏ ấy thôi chứ mình in ra các bạn sẽ hình dung nhá, hình kim tự tháp. Tiếp theo là sử dụng bằng lập for thứ ba. Để in ra các ký tự sao. Đấy. Đấy, như thường lệ thì in xong thì chúng ta phải xuống dòng. Nha. Đấy. Dàn ý thế này rồi, các bạn thử với dàn ý này thì các bạn thử 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 code thì dựa trên cái mình gợi ý thử xem sao nhé. Rồi. Bắt đầu là lấy số dòng từ bàn phím luôn, mình xôn chấm right là một câu thông báo cho mọi người biết. Nhập vào số dòng của tam giác. Đấy. Tiếp theo là nhưng mà nhập vào số dòng thì nhận số dòng là chúng ta là sử dụng console chấm redline đúng không? Để mọi người nhập vào. Mà đây là kiểu string. Nên nhưng mà kiểu string và để muốn sử dụng được cái string này thì chúng ta chưa sử dụng được lấy số dòng được. Chúng ta phải sử dụng kiểu integer thì mới dùng được. Nha. Convert chấm to. Đấy. Để lấy được số dòng rồi. Bắt đầu sử dụng vòng lập for thứ nhất để lại qua các dòng nhé. For theo sử dụng vòng lập for thứ hai để in ra khoảng trắng. Phải đợi đại quên cái này là cho bên trong hết nha. Hai vòng lập
nhưng mà pho thứ hai là pho thứ ba đi, thì đều cho lồng bên trong là pho thứ nhất nhé. Đây, nhưng mà pho thứ hai thì nhà còn trắng đúng không? Rồi. D, C, bàn D, C nhỏ hơn râu C cộng rồi mình sâu chấm right tiếp theo là sử dụng bằng pho thứ ba để in ra cái từ sao nhá. Còn tìm tên ghép bằng một ghép khá hơn bằng đấy này lại in chỗ cái các bạn thấy không, thì cái chỗ này là in ra này, ví dụ một thì là in ra sao nó sẽ bằng là hai nhân cho cái tỷ số của cái gì đâu độ trừ đi một đấy chưa, nó lại bằng là hai nhân cho y trừ một z cộng bằng nha, đó có khác biệt một tí thế thôi, các bạn lưu ý thế nhé. Tiếp theo xuống dòng đấy, in xong các bạn nhấn xuống dòng đó rồi ok mình sẽ mình chạy cho các bạn xem nhé. À, xuống dòng rồi đây ok sẽ cùng thực hành chạy cho các bạn xem nhé. Đây và số dòng tam giác 5 đấy, các bạn đã hình kim tự tháp chưa, ok nhá. Đây các bạn cùng xem V và C, V là ký tự sao này, và phải là dòng thứ nhất là dòng thứ nhất nhé, in đây còn trắng đúng không, thì in ra còn trắng này đúng chưa, rồi lại in ra dấu sao chính là hai nhân cho y trừ một, hai nhân cho một là hai trừ một là một, in ra một dấu sao đây đấy. Ok dòng thứ hai in ra khoảng trắng tiếp đây tương tự hai nhân hai là bốn trừ một ba đấy ok chưa, đây hai khoảng trắng thôi đấy. Đấy thôi đấy, thế là hôm nay chúng ta đã thực hành xong phần in tam giác hình kim tự tháp với các ký tự sao rồi, thì bài này nó hơi đặc biệt một tí là sử dụng ba vòng lặp và sử dụng hai vòng lặp for, nó lồng trong một vòng lặp for thôi đấy. Và các bạn nên nhớ cách để in cái tự sao này nhé, là in cái khoảng trắng này đấy. Bài hôm nay thực hành đến hôm nay là thế thôi. Các bạn thấy chưa rõ gì hay là thấy mình còn sai sót gì, các bạn có góp ý thì comment nhé. Có gì thì chúng ta cùng thảo luận. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn vào ví dụ sau nhé.